Tại sao nên đầu tư cổ phiếu? Thử tưởng tượng bạn được ba mẹ cho 100 triệu đồng, bạn đem số tiền này đi cất giữ. Theo thời gian, dưới tác động của lạm phát, sức mua của đồng tiền bạn đang nắm giữ sẽ giảm đi. Do vậy, chúng ta nên đầu tư số tiền này để tránh rủi ro lạm phát, tiền đẻ ra tiền. Các kênh đầu tư phổ biến nhà đầu tư Việt Nam có thể tiếp cận bao gồm chứng khoán, gửi tiết kiệm, vàng, đô la Mỹ, ngoại hối, bất động sản. Vậy tại sao bạn nên đầu tư vào chứng khoán? Chúng ta thử so sánh các kênh vừa kể trên với chứng khoán. Đầu tiên là giữa tiết kiệm ngân hàng và đầu tư chứng khoán. Gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư phổ biến của người Việt, tỷ suất sinh lợi thấp nhưng ổn định, linh hoạt, có thể tất toán bất kỳ lúc nào, an toàn và gần như không có rủi ro. Cổ phiếu, tỷ suất sinh lời cao từ cổ tức và chênh lệch giá, linh hoạt, được giao dịch qua sàn giao dịch chứng khoán, rủi ro được kiểm soát thông qua đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng ổn định. Cùng so sánh kênh đầu tư cổ phiếu với kênh đầu tư vàng. Vàng, kênh đầu tư truyền thống, kênh chuẩn chống lại lạm phát, giá vàng khó dự báo, biến động mạnh do những biến động vĩ mô. Cổ phiếu, đầu tư vào triển vọng doanh nghiệp, thông tin ngày càng minh bạch, không quá khó để tìm hiểu, phân tích doanh nghiệp. Tiếp theo, chúng ta so sánh kênh đầu tư cổ phiếu với kênh bất động sản. Bất động sản có thể mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên biến động rất lớn, tùy khu vực, thanh khoản thấp do giá trị lớn, đòi hỏi vốn lớn, thu hồi vốn chậm. Cổ phiếu, tỷ suất sinh lợi cao, đi kèm với rủi ro được kiểm soát, dễ dàng giao dịch qua các sàn giao dịch chứng khoán, tính thanh khoản cao, bắt đầu với số vốn nhỏ, thu hồi vốn nhanh. Tỷ suất lợi nhuận của các kênh đầu tư. Lợi ích khi bạn đầu tư cổ phiếu, tự do tài chính. Điều gì xảy ra khi bạn vừa làm công việc của mình, vừa đầu tư một nửa số tiền tiết kiệm được? Lợi nhuận dự kiến bạn nhận được từ việc đầu tư 100 triệu đồng là 15 đến 20% mỗi năm, tương đương 15 đến 20 triệu đồng một năm. Bạn sẽ có cuộc sống sung túc hơn, bạn sẽ kiếm được tiền kể cả khi bạn đang ngủ. Chứng tỏ năng lực bản thân. Khi bạn lệ thuộc vào một nguồn thu nhập, rõ ràng bạn đang bị hạn chế nhiều mặt. Đầu tư vào một kênh hay một thị trường phù hợp giúp bạn tăng thêm nguồn thu nhập. Tham gia đầu tư vào thị trường tài chính giúp bạn có thêm kiến thức, kinh nghiệm và sự tự tin, đặc biệt là nguồn thu nhập thụ động tăng đều đặn mỗi tháng. Tuy biết rằng đầu tư cổ phiếu tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng không vì thế mà bạn sẽ bỏ qua cơ hội gia tăng tài sản của mình. Thị trường chứa nhiều rủi ro cũng là một thị trường đáng để bạn thử sức đó chứ. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công.